Sau khi trưng bày qua 7 điểm tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, 100 tác phẩm ảnh xuất sắc được tuyển chọn từ cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam lần thứ 3 năm 2014 đã được trưng bày tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ. Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam do tạp chí Việt Nam Editas phát động nhân kỷ niệm lần thứ 10 Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11. 100 bức ảnh được trưng bày là những tác phẩm được chọn ra từ hơn 400 tác phẩm dự thi của hơn 70 tác giả trên cả nước, trong đó có tác phẩm của 7 tác giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua 3 lần tổ chức, cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam thu hút số lượng tay máy chuyên nghiệp và không chuyên tham gia ngày càng đông, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với chủ đề về phong cảnh, lễ hội, làng nghề và các công trình kiến trúc, các tác phẩm đã truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương đất nước cho người xem. Đây cũng là dịp quảng bá về bản sắc văn hóa của từng vùng miền, giúp mọi người hiểu thêm về văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Ban tổ chức cho biết triển lãm sẽ được mở cửa từ nay đến hết ngày 25 tháng 11.